Mộc Lam xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư. Tập 34, chương 380, Mùi Vị Nước Hoa. Anh không phải vội đi làm việc sao? Cho nên giờ mới trở về. Mệt không? Hiện tại cô nói chuyện với anh còn có chút khó chịu. Bỗng nhiên, Bùi Tạp Tư dừng bước, hai mắt tự giễu nhắm mắt lại, trong lòng toát ra áy náy cùng tự trách. Sau đó anh có chút xấu hổ, nói dối tiếp. Ừ, xong việc rồi. Công việc nhiều cũng phải chú ý đến thân thể, về sau không cần phải bận rộn đến mức về trễ như vậy. Từ Vũ nhỏ giọng quan tâm nói, loại săn sóc này mà cô nói, cô vẫn không tốt lắm, ý tứ mở miệng ra. Bùi Tạp Tư ôm sát Từ Vũ, ấn cô trên vách tường, điên cuồng hôn lên môi cô. Đáng chết, lời của cô làm cho anh tự trách mình muốn chết. Không có mặt mũi đáp lại lời nói quan tâm của cô, anh dùng lực hôn môi cô. Tại trên môi cô lại triển miên nghiền ngáp, vươn ra đầu lưỡi thăm dò trong miệng. Tay không biết là trả thù cô hay là trả thù chính mình, hay bởi vì nội tâm cuồng loạn. Thăm dò vào đến bên trong quần áo của cô. Hiện tại anh chỉ nghĩ duy nhất một điều, đem nụ hôn làm cho cô choáng váng, để cho cô không quan tâm đến mọi thứ. Nụ hôn của anh dần trở nên rời khỏi môi cô, bắt đầu tấn công vào cái cổ trắng tuyết. Tay cũng chậm chậm rời xuống, lướt qua chỗ hở ở dưới bụng, mò vào bên trong. Con ta có ngoan không? Anh một bên hôn môi cô, còn một bên thì thầm hỏi. Từ lúc mang thai đến bây giờ, rốt cuộc cô cũng đợi được sự quan tâm của anh. Trong lòng Từ Vũ ấm lên. Không ngoan, luôn luôn hoạt động. Nó chỉ là một đứa bé cực kỳ hoạt bát. Ngón tay của anh khẽ vuốt vào chỗ dưới bụng cô, tinh tế mềm mại như gấm nhung. Hiếu động, hoạt bát, đúng là con của Bùi Tạp Tư. Từ Vũ cười ra tiếng, không biết là bởi vì anh nói chuyện hay là vì ngón tay đang hoạt động tà ác của anh. Thích không? Ngón tay anh tiếp tục hướng vào bên trong. Từ Vũ khó chịu đến đỉnh điểm, căn bản không nhận thức được vấn đề, chỉ là trả lời theo anh. Thích. Thích nó động vào sao? Ngón tay anh bắt đầu nhẹ nhàng giằng co lại. Thân thể Lạc Từ Vũ đã mềm nhũn như nước, chỉ có thể dứ vào trên thân anh. Phía dưới bụng nóng bỏng không ngừng thích anh ta xông vào, làm cho toàn thân cô không ngừng trồng chất cảm giác cháy nóng. Gương mặt tuần tú của Bùi Tạp Tư bỗng nhiên nâng lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ của cô. Em thích cái gì? Trên mặt anh xuất hiện nụ cười xấu xa. Kỳ thật là một cô gái đơn giản cũng rất thú vị. Từ Vũ cắn chặt miệng lại. Từ miệng rên rỉ, ngón tay Bùi Tạp Tư dừng lại. Ngón tay hơi ẩm dán tại trên ngực cô, để cho cô có thể cảm nhận được, liền là không chiếm được. Toàn thân Từ Vũ đều sốc lên run rẩy, đáng thương tội nghiệp nói. Thích anh đụng em. Bỗng nhiên, Bùi Tạp Tư phát lên tiếng cười. Đôi má Từ Vũ đỏ hồng, ngây ngốc nhìn anh cười, không biết anh ta cười cái gì. Anh là hỏi em, đứa bé trong bụng có náo động không? Bùi Tạp Tư vô cùng tà ác nói ra đáp án. Anh... Xuân chiều của cô cực kỳ khó tử, vỡ tung. Từ Vũ xoay người không muốn để ý đến anh ta. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Anh làm sao có thể như vậy? Căn bản hiện tại là anh muốn làm nhục cô. Nụ cười xấu xa của Bùi Tạp Tư ngưng lại, kéo tay cô lại. Hẳn là không tức giận đi. Anh buông em ra. Từ Vũ muốn rút tay mình lại, anh không buông ra, nhất thời biến thành giằng co. Từ Vũ cũng không nói thêm gì, chỉ là muốn thoát khỏi cánh tay của anh. Anh không phải sợ tổn thương đến đứa bé sao? Nếu em muốn, hiện tại chúng ta bắt đầu. Anh như vậy à? Cái gì nói cô muốn? Anh cho cô là cái gì? Anh đem chuyện đó nói được là không chịu nổi thôi sao? Em đi ngủ, anh cũng mệt rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút. Vậy anh có tức giận không? Anh đi theo sau cô đi vào phòng. Từ Vũ lắc đầu, hiện tại cô nếu có tức giận liền có vẻ không nóng quá thôi. Cũng để cho chính mình kìm hãm đến khi không chịu nổi nữa. Vậy thì tốt rồi. Lúc Bùi Tạp Tư nói chuyện, ngáp một cái, kỳ thật anh cũng chỉ trêu chọc cô. Thật là không có sức muốn cô rồi. Vợ à, nằm ở trên giường để cho anh nghe con một chút.
giờ nó còn thức hay không? Bé cưng trong bụng Tư Vũ như nghe được lời ba gọi, lập tức có phản ứng, dùng cử động một cái. Vốn định nói dối, nhưng lời vừa thoát ra miệng lại hoàn toàn thay đổi. Còn chưa ngủ, còn đang động. Mau mau, nằm xuống giường đi, anh muốn nghe xem. Bùi Tạp Tư nói, vừa đem Tư Vũ đỡ lên giường. Tư Vũ nằm thẳng ở trên giường, lúc nhìn anh ta đến gần, cuối cùng đầu của anh ta cũng dán lên bụng cô. Bé cưng, ba đến xem con, nếu con nghe được tiếng ba, liền động một cái ngay. Bùi Tạp Tư dụ dỗ, trong giọng nói có chiều cưng chiều. Quả nhiên là cha con liền tâm, Bùi Tạp Tư vừa dứt lời, Tư Mộ liền có cảm giác con cưng vừa động. Là nó động sao? Bùi Tạp Tư kinh ngạc ngẩng đầu hỏi cô, hai tròng mắt của anh tràn ngập nhiều mừng rỡ. Đúng. Cô có cảm động vì đứa bé của anh mà thai nghén, cho dù đau đớn, mệt mỏi, cô cũng vui vẻ chịu đựng. Vợ, em thật là tuyệt vời. Hắn cởi quần áo, tiến lên chuẩn bị hôn môi cô. Một cỗ hương vị mơ hồ, da lay động, chui vào trong hơi thở của Tư Vũ. Đang cảm động bỗng nhiên mặt Tư Vũ trắng ra, đầu anh ra dựa vào thân anh, cô lo lắng nhìn. Trên người anh như có mùi nước hoa nào khác. Chương 381. Lẳng lơ dưới váy. Bùi Tạp Tư chợt đờ người ra, nhưng anh khôi phục lại vẻ tự nhiên rất nhanh, tay nhéo nhéo gương mặt Tư Vũ, cố ý thừa nhận nói. Từ hôm nay, anh cùng một người phụ nữ khác ở chung một chỗ đấy, em ghen sao? Anh nói rất thản nhiên, tuyệt nhiên không hề sợ cô tức giận. Vốn là Tư Vũ rất nghi ngờ, nhưng bởi biểu lộ của anh khi nói chuyện này lại quá thẳng thắn, cho nên lại giống như giả vờ. Nếu như anh thích người phụ nữ khác, hãy nói cho em biết, nhất định em sẽ tự giác tự động rời đi. Chỉ mong anh đừng bao giờ giấu giếm em sẽ không chịu nổi đâu. Tư Vũ hai mắt mở to, nhắc nhở anh, cũng muốn tuyên bố rõ ràng cho anh biết. Thần thái trong lúc nói chuyện của cô toát ra vẻ thật kiên định, cùng với ánh mắt tuyệt vọng, làm cho Bùi Tạp Tư trong lòng rất sợ hãi. Ngay tức khắc, anh nở nụ cười trêu ghẹo. Xem em nói kìa, dường như muốn dọa người vậy. Em cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Hơn nữa anh không hề thích người phụ nữ kia. Em yên tâm đi. Hắn đối với Diệp Chức Nhân chỉ cảm thấy hơi hứng thú. Thực ra anh không thích thú gì chuyện này. Dĩ nhiên, cái mà anh thích chẳng qua chỉ là thích thân thể cô ta mà thôi. Trên người anh đầy mùi nước hoa, là ở đâu ra vậy? Tư Vũ tiếp tục truy hỏi, những lời anh vừa nói lúc nãy không hẳn là không đúng sự thật. Bùi Tạp Tư cố làm ra vẻ nhẹ nhõm, chờ mình trên giường. Thật ra thì anh rất chột dạ, cũng không dám nhìn Tư Vũ nên xoay người. Anh không dám nhìn cô, cũng không dám để cho cô nhìn thấy anh. Anh cởi bỏ tây trang, cà vạt, áo sơ mi và quần tây. Tối hôm nay công việc bận rộn đến phát điên mất, mấy người khách kia lại nhất định muốn đi hộp đêm. Em cũng biết, ở cái nơi ấy thiếu gì phụ nữ đâu. Anh gọi mấy cô gái. Tư Vũ ngồi bật dậy, mở to hai mắt hỏi. Vậy anh cũng đi tới đó sao? Lúc này, Bùi Tạp Tư đã mở tủ lấy ra bộ quần áo ngủ, mang theo chuẩn bị đi tắm. Anh có thể không đến mà được à? Anh đã làm những chuyện có lỗi với em. Mặc dù cô đang trách móc anh, nhưng cũng không nổi nóng. Cho dù kinh nghiệm xã hội của cô còn ít, nhưng cô cũng hiểu được, đôi khi trong lúc làm ăn, đàn ông phải đi đến những nơi đó là điều không thể tránh khỏi. Khi cô còn gái trẻ ngồi bên tán dương, buổi gặp gỡ thương thảo sẽ thuận lợi hơn một chút. Bùi Tạp Tư lúc này mới xoay người, mạnh miệng bảo đảm. Em yên tâm đi, anh thề, anh chỉ cho cô gái kia ngồi bên cạnh mà thôi. Còn những chuyện quá giới hạn, anh tuyệt đối không làm. Anh nói thật chứ? Đương nhiên là anh nói thật, em suy nghĩ một chút cũng biết mà. Anh làm sao có thể đụng chạm vào các cô gái ở nơi đó, quá bẩn thỉu. Bùi Tạp Tư giờ khóc giờ cười giải thích, anh khỏa thân, gập chân quỳ gối trên giường. Cố ý ghé sát gương mặt Tư Vũ, lỗ mũi đụng đụng, miệng dán miệng nói. Hơn nữa trong nhà có bà xã xinh đẹp thế này, anh làm sao có thể đi tìm người khác được, đúng không? Tư Vũ nở nụ cười, đập đầu xuống vai anh. Em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, anh phải làm gương cho hai đứa con, đừng có bậy bạ ở bên ngoài rồi không dạy được con đâu. Bùi Tạp Tư giống như nghe được chuyện cười, liền cười bò ra.
chỉ có anh mới biết kẻ cười này gây sự gượng gạo. Anh đi tắm đây. Anh gần như là chạy trốn, đi vào trong phòng tắm. Bởi vì Tổng Giám Đốc Bùi Thị đang trong kỳ nghỉ phép, vì vậy Bùi Tạp Tư là em trai đang phụ trách chi nhánh ở nước Mỹ tạm thời phải đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc. Bùi Thị khởi nghiệp bắt đầu là dựa vào sản xuất linh kiện xe hơi, nên có quan hệ hợp tác với các hãng chế tạo xe hơi nước ngoài nổi danh. Theo kinh tế phát triển, nhà họ Bùi cũng không ngừng mở rộng trong lĩnh vực kinh doanh. Bất cứ cái gì cũng thu được lợi nhuận, đều đầu tư triệt để. Thậm chí ở Macau, Bùi Thị cũng có sòng bạc hoạt động. Tổng giám đốc sản xuất của cả tập đoàn hoàn toàn không thể kể xiết. Bùi Tập Tư tây trang phẳng phiu đi thang máy rảnh riêng, đi thẳng đến tầng 36. Anh bước ra khỏi thang máy, liền tiến vào khu vực lãnh đạo cấp cao của công ty. Cả một tầng rộng 500m² được kiến trúc vô cùng sang trọng, là nơi làm việc của Tổng Giám Đốc. Tổng Giám Đốc, chúc ngài buổi sáng tốt lành. Người thư ký mặc bộ đồng phục màu trắng lễ phép chào hỏi anh. Bùi Tập Tư không buồn nhìn người thư ký, tiếp tục đi tới gian phòng sau cánh cửa gỗ màu đen dày cộp. Đó là văn phòng làm việc của anh ở Tổng Bộ. Mang cà phê vào đây. Vâng, thưa ngài. Anh có thói quen sau khi đến công ty làm việc phải uống một ly cà phê đen. Ngồi chỉnh tề trong chiếc ghế da sạch sẽ, anh vừa mở máy vi tính thì phòng làm việc liền được thư ký mở ra. Mùi hương cacao đậm đà từ lan khắp bầu không khí trong phòng. Cô thư ký mái tóc dài mượt, sóng đung đưa, nơi vòng eo mảnh khảnh, dáng điệu tự tin, mỉm cười, chậm rãi đi về phía người đàn ông đang ngồi trong ghế da. Cô ta đặt chiếc đĩa có ly cà phê lên mặt bàn, nghe lanh canh, sau đó cất tiếng nói, âm điệu khàn khàn, đầy quyến rũ. Buổi sáng hôm nay, Tổng Giám Đốc đến công ty rất sớm. Em vẫn nghĩ là ngài sẽ đến trễ hơn một chút cơ. Vậy sao? Bùi Tập Tư hạ chân mày rất khiêu khích, cả người dựa hẳn vào lưng ghế. Thế nào? Tôi tới sớm hay muộn có liên quan tới em sao? Thư ký Diệp nhẹ nhàng áp sát người anh, bày ra một thân hình tương đối hiểu gợi. Ánh mắt của cô ta nhìn chằm chằm vào anh, giống như kiểu mang theo lưỡi câu để quyến rũ ánh mắt cùng linh hồn của Bùi Tập Tư. Đương nhiên là có. Liên quan chứ ạ? Ngài tới công ty sớm, em sẽ phải đến làm việc sớm hơn. Ngược lại nếu ngài tới muộn, thời gian em đến làm việc cũng sẽ trễ hơn một chút. Đại Tổng Giám Đốc của tôi ơi, thứ mà nhân viên quen chúng em mỗi ngày đều tính toán nhiều nhất chính là thời gian làm việc. Còn nếu như tôi không đến, em cũng không cần làm việc sao? Vậy thì chắc là tôi ngày ngày đều bị người khác nguyền rủa bị ốm đây. Bùi Thập Tư bưng lên ly cà phê còn nóng, nhấp một ngụm to. Không tệ, kỹ thuật pha cà phê của em đã có sự tiến bộ lớn. Đó là điều hiển nhiên thôi ạ. Một người thư ký thích hợp, nếu như ngay cả cà phê cũng pha không tốt, vậy còn có thể làm tốt được việc gì đây? Tổng Giám Đốc, em bây giờ phải ra ngoài làm việc, có chuyện gì xin ngài gọi em. Bùi Thập Tư không nhịn được cười, lắc đầu một cái. Tôi lại cho là em muốn nói, nếu như sáng sớm hôm nay tôi không bò dậy nổi, mới có thể chứng minh rằng sức quyến rũ của em rất lớn mới phải chứ nhỉ? Em cũng không nghĩ mình cao giá đến thế, sức quyến rũ của em làm sao có thể lớn được như vậy? Quả thật, nếu mà lớn như thế thì sáng sớm hôm nay, ngài cũng sẽ không kiên quyết trở về nhà. Diệp chức nhân nhún vai, đôi môi bĩu ra càng gia tăng thêm vẻ quyến rũ. Tôi rất thích loại người có tính cách thành thục như thế này. Bùi Tập Tư không chút keo kiệt, thưởng cho cô ta một câu tán thưởng. Vẫn còn thói quen ở quán rượu sao? Bùi Tập Tư là người tương đối thủy tiện, không giống như Lạc Ngạo Thực, là người tuyệt đối giữ vững nguyên tắc, không bao giờ có hành động ám muội ở trong phòng làm việc và chưa bao giờ vi phạm cấp nguyên tắc này, luôn luôn đối xử theo đúng cấp bậc. Diệp chức nhân nghiêng đầu bĩu môi. Không bao giờ, em không thích giống như kiểu ở quán. Có cảm giác như mình là một người khách qua đường, lúc đêm khuya vắng vẻ sẽ có cảm giác rất cô độc. Bùi Tập Tư hiểu ra nhíu mày. Chúng ta cứ ngồi chơi ra ở đây thế này không hay, chi bằng em hãy đi thuê một căn nhà ở đi, tôi sẽ trả tiền. Diệp chức nhân kinh ngạc há to miệng mãi mới khép lại được, sau đó lại nở nụ cười quyến rũ. Ngài trả tiền? Hóa ra ngài là đường đường mang danh là tổng tài, còn em mang danh là tình nhân sao? Vậy em hy vọng tôi dùng thân phận gì? Bùi Tập Tư bất thình lình nhìn thẳng vào người cô, hỏi ngược lại. Em cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi mà.
tóm lại là ngài trả tiền. Sau khi nói xong, cô ta đi tới cạnh vừa, sau đó dùng ngữ điệu môi nói với anh. Bùi tổng, từ hôm qua ngài thật mạnh mẽ biết bao, khiến cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn đang run rẩy đấy. Ngài đoán một chút, bây giờ dưới váy em đang mặc là cái gì nào? Mấy câu nói đầy quyến rũ đã khiến cho chỗ kín của Bùi Tạp Tư như một hồi dao động. Nhưng mà hiện tại anh lại không thể làm bất cứ điều gì, bởi vì anh lập tức có một hội nghị. Tạp Tư, tối hôm qua anh mấy giờ trở về mới dùng cơm? Mấy ngày liên tiếp, Bùi Tạp Tư về nhà rất khuya. Mỗi buổi tối cô đều chuẩn bị món ăn rất phong phú, nhưng chỉ có hai người, cô và Hoan Hoan ăn mà thôi. Số còn lại không ăn, hết đành đổ vào thùng rác. Lớn lên ở trong cô nhi viện nên Hoan Hoan thấy vậy rất tiếc lẫn đau lòng. Sau đó lại phát hiện ở trường học có một nhóm vệ sĩ bảo vệ mình, cô bé rất kiên quyết đưa ra kháng nghị. Vì vậy Hoan Hoan nhất định bảo gọi mẹ, gọi điện thoại cho chú Bùi Tạp Tư có về nhà ăn cơm hay không, để làm số lượng món ăn vừa phải. Đó là nguyên nhân lúc xế chiều có điện thoại gọi đến cho Bùi Tạp Tư. Tối hôm nay sao? Xin lỗi, công việc bề bộn quá, rất nhiều việc anh cần giải quyết. Bùi Tạp Tư cầm điếu thuốc lá, Diệp Chức Nhân vừa châm, hít hai hơi. Vâng, không sao, nhưng anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi, nhớ ăn cơm đúng giờ. Thôi, em không quấy rầy công việc của anh nữa. Từ Vũ đè nén tính khí tiểu thư của mình xuống, nói thông cảm. Thực ra thì cô rất muốn nổi giận với anh, rất muốn chất vấn rằng chẳng lẽ ngoài công việc anh cũng không còn biết đến việc khác nữa sao? Không biết rằng anh còn có người vợ là cô nữa sao? Nhưng mà mấy hôm nay, mẹ cô ngày nào cũng đều khuyên bảo cô nên sửa đổi tính khí một chút, không nên để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Dù sao cũng là hôn nhân lần thứ hai của cô, nếu như Bùi Tạp Tư nổi nóng lên, thay lòng đổi dạ, không cần cô nữa, mà lại ly hôn sẽ rất khó coi. Hơn nữa đối với cuộc sống của mình cũng cần chịu trách nhiệm. Còn cô cũng thật sự yêu Bùi Tạp Tư, cũng hy vọng hai người sẽ ngọt ngào ân ái. Do đó cô cố gắng sửa đổi một chút tật xấu của mình. Lúc Tư Vũ chuẩn bị cúp điện thoại, cô bỗng nghe thấy tiếng Bùi Tạp Tư nói. Khoan đã, Tư Vũ, em chớ cúp điện thoại. Có chuyện gì sao? Sau khi tan việc anh sẽ về nhà sao? Cô nắm chặt ống nói, giọng nói vô cùng hưng phấn hỏi lại. Có cuộc điện thoại khác gọi đến cho Bùi Tạp Tư, trong lòng anh chợt mâu thuẫn. Em rất mong đợi anh về nhà sao? Cảm giác được cô mong đợi thật là tốt. Cô nên nói như thế nào đây? Em rất mong đợi anh. Như vậy liệu có phải là quấy rầy công việc của anh không? Không có. Công việc của anh mới là quan trọng. Em và Hoan Hoan cùng nhau ăn cơm cũng rất vui vẻ. Em gọi điện thoại là muốn biết anh có trở về ăn cơm hay không, để dễ dàng chuẩn bị đồ ăn tối. Nếu như công việc của anh không quan trọng lắm, em có hy vọng anh về nhà với em không? Đột nhiên, anh rất muốn biết tâm lý trong lòng của cô. Tất nhiên là em rất muốn rồi. Công việc của anh quả thật không gấp chứ. Vậy em chuẩn bị bữa tối cho anh, có được không? Hoàn Hoàn cũng hiểu anh. Nó nói mấy ngày rồi cũng không nhìn thấy anh. Ngữ điệu của Tư Vũ đã hưng phấn cao độ, chỉ cần nghe giọng nói, cũng biết cô rất vui vẻ. Được rồi, để anh bảo thư ký xem lại thời gian tối nay một chút. Giống như một thuyết khách, Bùi Tạp Tư cố ý dùng kiểu nói nước đôi. Tổng tài, tối hôm nay có một cuộc gặp mặt rất quan trọng, ngài dự định sao đây? Diệp Chức Nhân cong môi đỏ mọng, nhẹ giọng hỏi, nhưng thanh âm của cô ta vẫn có thể xuyên thấu qua ống nói, truyền tới bên trong lỗ tai của đối phương. Mà cuộc gặp mặt tối nay, nhân vật chính lại là anh, Bùi Tạp Tư và cô ta. Chương 382. Dự tính của người đó. Nếu anh có hẹn rồi thì không cần từ chối, chỉ cần anh lúc nào không bận, có thể về nhà là được rồi. Cô lại lập tức quan tâm nói, toàn bộ chẳng qua lại khiến anh bối rối. Tốt lắm, tới ngày mai anh hẳn là không bận. Ở trong lòng có chút không đành lòng, anh tỏ ra một thái độ. Tốt, vậy tối ngày mai anh nhất định phải về nhà đó. Từ Vũ suy nghĩ rồi ra một yêu cầu, mới vui vẻ cúp điện thoại. Tuy đã cúp điện thoại, nhưng giọng nói vui vẻ của cô lại còn đang quanh quẩn trong lòng anh. Đều đã kết thúc nói chuyện, lại vẫn còn lưu luyến cầm điện thoại. Hai, đàn ông nhá, thật đúng là quỷ hoa tâm. Diệp Chức Nhân nhìn như nói đùa, kỳ thật tuyệt đối là đang châm chọc Bùi Tạp Tư. Như thế nào, em có ý kiến hả?
Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt cân nhắc hướng về phía người phụ nữ. Ý kiến? Em làm sao dám có ý kiến? Kia đúng là vợ của anh. Em rất rõ thân phận chính mình là cái gì. Mà em sớm đã cùng anh nói qua, anh nhất định sẽ không ly hôn đâu. Anh bỗng nhiên thấp cười ra tiếng. Lần này, tiếng cười ý tứ hàm xúc sâu xa, một mặt là chứng minh cho cô nói rất đúng. Về phương diện khác là đối với việc này, bản thân rất hoa tâm. Không thể tránh được. Còn việc nữa là nhìn thấy được vẻ mặt của cô ta làm cho tức cười. Từ trước đến nay, hiểu được ý tứ qua lời nói và sắc mặt của Diệp Trúc Nhân, làm sao có thể không nghĩ rõ. Trong tiếng cười này của anh bao hàm ý nghĩ sâu xa. Cô thu hồi biểu tình châm chọc, thu hồi tươi cười, kéo cao đôi má lên, cho anh thấy cô cũng không còn cao hứng nữa rồi. Sau khi dùng bữa tối, anh dẫn em đi tiệm bán đồ trang sức, chọn một lễ vật em thích, được không? Bùi Tạc Tư nhớ mày, đây xem như là phương thức anh xin lỗi. Cô ta nên là vui mừng một chút, bởi vì anh quả thật bây giờ còn không có chán ghét cô ta. Mà anh cũng có rất nhiều tiền, cũng không quan tâm tiền, nếu có thể để cho tiền khiến cô vui vẻ, anh lại vì sao không một công đôi việc chứ? Diệp Chức Nhân rốt cục bật cười, cô ta một chút cũng không có che giấu ý đồ của mình. Lập tức ngồi trên bắp đùi anh, một tay túm chặt cà vạt của anh. Quỷ hoa tâm, rõ ràng lừa em còn bằng lòng cho anh lừa gạt. Bùi Tạp Tư bị màn biểu diễn dối trá của cô ta nở nụ cười, cười đến phóng túng, cười đến cản rỡ. Nằm ở khu thương mại sầm uất, khu vực bán trang sức. Cửa hàng trang sức này là tiệm lớn nhất ở đây, tất cả sản phẩm đều nổi tiếng trên toàn cầu, cho nên thậm chí ngay cả sản phẩm cùng loại, phụ kiện của cửa hàng này cũng cao giá hơn dòng trang sức khác. Mà nơi này sản phẩm cao cấp chất lượng không nhiều. Đường nét thiết kế phong cách độc đáo cũng khiến cho cửa hàng bọn họ không hề thiếu khách hàng. Tiếng piano chậm rãi khiến cả trong không khí đều tràn ngập mùi vị xa xỉ của đá quý bên trong càng tăng, làm cho cửa hàng ngày càng tăng thêm một cỗ xa hoa, giảm bớt chút mùi vị của tiền. Đang ngồi trước tủ bày bán hàng là hai người phụ nữ có thai, ăn mặc đẹp đẽ, mà quản lý mặc bộ đồ phục màu xanh, đang nhiệt tình tiến tới giới thiệu cho các vị khách. Hai vị phu nhân, đây là vòng tay, chân vòng được làm bằng vàng nguyên chất, hai vị thấy vừa lòng chứ? Sau khi cẩn thận quan sát, Vũ Nghê và Tư Vũ trao đổi một ánh mắt, sau đó hướng về phía quản lý gật đầu. Không sai, thật đáng yêu. Đương nhiên, trong cửa hàng chúng tôi sản phẩm không chỉ có kiểu dáng mới mẻ, độc đáo, xinh đẹp, nhưng cũng rất chú trọng đến chế tác tinh tế. Hai vị phu nhân có thể nhìn kỹ xem, vòng tay từng khâu đoạn đều là trải qua xử lý chặt chẽ. Lúc tiểu bà bảo mang keo trên tay mới không bị đụng tới da thịt mềm mại. Quản lý tiếp tục ca ngợi ưu điểm của trang sức cửa tiệm mình. Ăn nói đã khéo léo lại không làm cho chán ghét, rất biết cách nói chuyện. Anh cũng đã nói như vậy, tốt, chúng tôi mua. Thật sự là rất lâu rồi, Tư Vũ không có tiếp xúc với người ngoài. Người quản lý này nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, khiến cô trong lòng rất bội phục. Hai vị phu nhân thật sự có con mắt rất tốt. Tôi tin tưởng hai bà bảo cũng sẽ cực kỳ thông minh, đáng yêu. Quản lý tiếp tục lôi kéo làm quen nói xong, dễ nghe nói, mà bên này nhân viên phục vụ đã khẩn trương, viết bên tai. Vũ Nghi lấy thẻ tín dụng ra, giao cho nhân viên phục vụ. Lúc này, các cô đã làm mẹ, nên luôn muốn dành những lễ vật tốt nhất cho con. Vốn tính là từ người trả tiền, nhưng lúc ra ngoài Tư Vũ lại quên mang bóp tiền. Mà cô hiện tại cũng không muốn ra ngoài dưới tên của Bùi Tạp Tư, cho nên để chị dâu giúp trả hộ trước. Rất nhanh hai kiểu trang sức bằng nguyên vàng chất dành cho trẻ em được đóng gói cẩn thận đưa cho các cô. Trong cửa hàng chúng tôi mới nhập một số nữ trang mới, hai vị phu nhân có muốn xem không ạ? Sau khi tính tiền, quản lý lại bắt đầu giới thiệu các sản phẩm khác. Trong hai vị phu nhân này, có một vị là phu nhân Lạc Ngạo Thực tiên sinh, một vị khác tuy nhiên không biết là ai, nhưng là từ cách ăn mặc, quần áo trên người cô, cũng tuyệt đối là nhân vật lớn trong xã hội. Cô làm quản lý đương nhiên muốn ra sức đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm, hy vọng có thể phá vỡ mức kinh doanh cao nhất tháng trước. Được. Vũ Nghê và Tư Vũ chia nhau gật đầu. Không có người phụ nữ nào không thích nữ trang. Quản lý đem mấy kiểu mới nhất đặt ngang ở trên bàn trà cho các cô lựa chọn. Tuy nhiên, mấy kiểu trang sức thiết kế phong cách khác nhau, nhưng lại có một điểm giống nhau. Chính là các viên kim cương lớn.
mỗi một kiểu đều có giá trị xa xỉ. Đến xem đi, Vũ Nghi lắc lắc đầu, bởi vì trong đó cũng không có món nào là cô vừa ý. Tuy nhiên, tất cả đều rất đẹp mắt. Nhưng mà có một kiểu vòng cổ kim cương cùng phong cách Tư Vũ rất hợp nhau. Dây chuyền vàng 18K trên thảm, một kiểu dáng đơn giản cũng không mất vẻ đẹp tinh khiết của viên kim cương trắng. Từ góc cạnh viên kim cương, có thể thấy được, quả thật là một viên kim cương tốt nhất. Bên ngoài nhìn khiêm tốn, nhưng nhìn kỹ bên trong, nó xa hoa cách điệu. Quả thật rất hợp khí chất điềm đạm của Tư Vũ cùng cái cổ nhỏ mảnh ôn nhu. Sợi dây chuyền này nếu được đeo trên người Tư Vũ tuyệt đối là phối hợp hoàn mỹ nhất, càng có thể làm tất cả các người phụ nữ khác ghen tị mà chết. Vũ Nghê đang quan sát kiểu dáng này, cùng lúc ánh mắt vui sướng của Tư Vũ cũng rơi vào sợi dây chuyền kim cương. Quản lý mang theo bao tay trắng lập tức cầm lấy vòng cổ, sau đó đeo giúp vào cổ Tư Vũ. Thật sự là rất làm cho người ta kinh ngạc, sợi dây chuyền này quả thật chính là vì phu nhân mà làm, quả thực là quá hoàn mỹ rồi. Tôi nghĩ chỉ có phu nhân mới thích hợp nhất với nó. Cũng chỉ có phu nhân mới có thể mang sợi dây chuyền này, truyền đạt hết ý nghĩa của nó với tình yêu. Phu nhân, sợi dây chuyền này là của Thang Hàm Lôi thiết kế. Đây là tác phẩm tâm huyết nhất trong năm nay. Ngài cũng trăm ngàn lần bỏ qua nó. Quả thật rất đẹp. Vũ Nghê cũng tự đáy lòng cảm thán nói. Tư Vũ soi gương, nhìn trái, nhìn phải, thật sự thích vô cùng. Đã lâu, cô đã rất lâu không còn quan tâm đến trang sức rồi. Tối ngày mai, Tạp Tư nói anh sẽ không bận, anh sẽ về nhà cùng dùng cơm. Cô đã dự tính tối ngày mai sẽ chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, sau đó cô có chuẩn bị một bộ lễ phục. Nếu phối với sợi dây chuyền này thì sẽ rất hợp. Nghĩ tới đây, hai gò má của Tư Vũ lại nổi lên một tầng màu đỏ. Cô có thể ở trước mặt anh xinh đẹp không? Mua được rồi. Không tới 2 phút, Tư Vũ liền quyết định mua sợi dây chuyền, ngôi sao trong màn đêm, khiến mọi người tặc lưỡi. Tôi có thể trước giao tiền đặt cọc được không? Sau đó sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đưa tiền tới. Bởi vì giá cả rất cao, cho nên cô vẫn là chính mình tới trả tiền là tốt, không nghĩ lại muốn làm phiền tới chị dâu. Hơn nữa, dựa vào tính cách chị dâu, chị ấy bình thường nhất định sẽ không tiêu xài hoang phí của anh hai, cho nên chị dâu cũng không thể giúp cô trả tiền. Bất quá, tiền đặt cọc này vẫn lại là cần chị dâu bỏ ra. Đương nhiên có thể. Hiện tại có người tới đặt cọc, nếu không mua thì trái với điều ước tiền cũng sẽ không cho trả lại. Có cái gì không thể chứ? Khi quản lý xoay người ghi hóa đơn, Tư Vũ hướng về chị dâu âm thầm thẻ lưỡi. Người đẹp, chuyện tiền đặt cọc trước, phiền chị trả giúp em nhé. Có vấn đề gì đâu, sợi dây chuyền này em không mua, chị mới thấy đáng tiếc. Tư Vũ, em biết không, thật sự nó rất thích hợp với em. Vũ Nghê lại nhỏ giọng kinh hô. Kỳ thật kiểu dáng kia chị cũng rất thích, nhưng là chị đeo nhất định không bằng em, đeo lên rất khó coi. Tư Vũ đắc ý cười. Sáng sớm ngày mai chị còn phải tới giúp em đó. Ok. Hiện tại cô cả ngày ở nhà, công việc cũng tạm thời ngừng lại, không có việc gì, không nghĩ muốn đi dạo phố cũng phải đi dạo phố rồi. Mẹ, chú như thế nào vẫn chưa về vậy? Ngồi trong bồn tắm, Hoan Hoan nhỏ giọng hỏi mẹ. Tư Vũ gọi đầu cho con gái, động tác trong tay cứng ngắc gại. Chú con đang có công việc bận nên sẽ về trễ một chút. Thật là, chú cũng không thể luôn bận làm việc chứ. Hoan Hoan nói cực kỳ cẩn thận, âm thầm quan sát biểu tình của mẹ. Chú công việc như thế nào bận rộn như vậy chứ? Công việc của cậu không phải cũng rất lớn sao? Nhưng cậu hầu như mỗi ngày đều về nhà rất sớm, bồi mẹ Vũ Nghê và Lạc Giật. Tư Vũ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, hết thảy có chút suy nghĩ hỏi. Hoan Hoan, thích chú không? Đương nhiên, chú rất tốt, đối với Hoan Hoan rất tốt. Nếu so với cậu, con thích người nào? Tư Vũ tiếp tục xoa bọt lên đầu con gái, ra vẻ vô ý hỏi. Chú so với cậu á? Cái này còn cần phải cẩn thận suy nghĩ. Hoan Hoan nghiêng đầu thật sự tự hỏi. Cậu rất tốt với bé, cũng rất thích chơi đùa. Chú Thật Tư cũng vậy, hay mua đồ ăn cho bé, thường dẫn đi chơi, lại thích chọc bé cười. Kỳ thật bọn họ đều rất tốt, chỉ là bé mỗi lần nhìn đến cậu dù sao cũng có cảm giác hơi sợ, không giống chú Tạp Tư, cùng một chỗ rất thả lỏng. Chú Tạp Tư khiến con cảm giác cực kỳ thân thiết, giống như là ba ba vậy.
Tâm Tư Vũ giống như bị mụn nhọt đâm xuống, cái mũi cũng đau xót. Cô có phải hay không, rất xin lỗi con gái. Cô cũng không biết giấu giếm mọi người, bao gồm chuyện đứa nhỏ này có đúng hay không. Hoàn Hoàn đẩy đẩy mẹ như trẻ con nhắc nhở nói. Mẹ đi gọi điện thoại cho chú Tạc Tư, để cho chú sớm về nhà một chút. Như vậy sẽ làm chú có cảm giác được mẹ quan tâm. Tư Vũ kỳ thật vẫn nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tạc Tư, nhưng lại sợ quấy rầy anh, khiến anh cảm thấy cô làm phiền cho nên không có gọi. Lúc này có con gái thúc giục, cô cuối cùng cũng tìm được cớ. Được, để mẹ đi gọi ngay bây giờ. Chương 383. Anh muốn màn đêm ngôi sao. Đàm phán xong một cuộc làm ăn, Bùi Tạp Tư cùng Diệp Chức Nhân đi tới Châu Bảo Hành. Nơi này là nơi tiểu thư nhà giàu cùng phú hào đến tiêu phí. Đương nhiên càng yêu thích đồ xa xỉ phẩm hơn, có thể ở trong này tiêu phí lại càng là ước mơ tha thiết hơn. Bước vào cửa trước, Diệp Chức Nhân cũng âm thầm xoa dịu tâm tính kích động của mình. Bất quá cô cũng sành đời nên cũng có lộ ra một chút điểm phóng khoáng nào. Bùi tổng, cần phải giữ lời nha, chỉ cần em nhìn thấy nhất định phải mua cho em. Bùi Tạp Tư không biết nên khóc hay nên cười, đem đầu thuốc lá bên miệng vứt vào trong thùng rác. Em không tin lời tôi nói hay là không tin thực lực của tôi? Điều đó có thể đúng nha, anh nhất định phải làm được. Diệp Chức Nhân cấp cho anh một ánh mắt khiêu khích, xoay người liền đi đến cửa hàng đá quý. Chào ông, tiểu thư, hoan nghênh đã đến. Nhân viên phục vụ mở cửa để cho khách đi vào. Bùi Tạp Tư đi theo phía sau Diệp Chức Nhân đi vào trong tiệm. Ban đêm, cửa hàng đá quý dưới ánh đèn càng có vẻ vô cùng tôn quý, thật sự là kim quang bắn ra bốn phía. Quản lý trong cửa hàng thấy khách hàng trước mắt, ánh mắt thiếu chút nữa muốn rơi ra, trong lòng càng hưng phấn muốn nghiêng trời lệch đất. Nếu không phải bận tâm đến thân phận của mình, cô thật sự nghĩ cao hứng muốn nhảy dựng lên. Xem ra là ông trời có ý trợ giúp cô, hôm nay đột phát, buôn bán vượt ngưỡng, bằng không hai vị phú hào này như thế nào lại đến cửa hàng này. Bùi Tạp Tư được tạp chí Bát Quái bình chọn, năm nay là người đàn ông độc nhất hoặc kim, cao nhất. Không chỉ có bề ngoài tuấn tú, bằng thạc sĩ Harvard, lại càng có tài chính hùng hậu, bối cảnh, gia tộc thế gia. Wow, cái người đàn ông này hào quang sáng chói, chỉ là bề ngoài anh có khí chất quý tộc, liền biết căn bản anh là một núi vàng. Sự xuất hiện của anh làm cho cửa hàng đá quý đang ảm đạm đều tan biến đi. Trong lòng quản lý, hiệu đá quý đều âm thầm cảm thán, tâm huyết sôi trào, sóng sau cao hơn sóng trước. Quản lý phục vụ nhìn cấp bậc của phú hào cả ngày, lúc nhìn thấy Bùi Tạp Tư cũng không miễn cưỡng được, bắt đầu khẩn trương, cử chỉ rõ ràng sợ hãi. Tiên sinh, tiểu thư, muốn chọn trang sức sao? Trong tiệm chúng tôi mới về rất nhiều kiểu mới, hai người có muốn xem không? Diệp Chức Nhân nhịn hưng phấn trong lòng xuống, cố gắng duy trì lễ nghi. Được. Trời ơi, cái chữ được này, cô nói có chút run rẩy, cho dù người ngoài không nghe được, nhưng bản thân cô cảm giác được. Tới trả tiền nên Bùi Tạp Tư không có ý kiến, cũng không có nhiều hứng thú, ngồi ở ghế sofa trong cửa hàng, sau đó anh lấy điện thoại, tùy tiện xem tin tức. Thời gian lơ đãng chảy như dòng nước không ngừng, không ai có thể dùng tay bắt lấy nó, chặn lại nó. Bùi Tạp Tư xem những tin tức trên thế giới quan trọng, thấy được tin tức buôn bán, lập tức liền di chuyển đến chỗ trang trí. Đã bao lâu, vì sao không chọn được? Anh nhìn xem thời gian trên điện thoại, từ lúc vào cửa hàng đã 20 phút rồi. Chờ không kịp, anh mất đi tính nhẫn nại, lập tức đi đến quầy. Diệp Chức Nhân lắc đầu lần nữa đối với nhân viên giới thiệu trang sức, nhưng thứ này cô đều không nhìn tới. Chướng mắt cũng không phải vì cả mắt cô cao, mà là cô muốn chọn một viên kim cương lớn hơn một chút, hoặc là vàng nặng hơn một chút, nhưng mà cũng không nên khoa trương, không thể để cho anh ta biết rõ ràng. Yếu tố thứ ba chính là do cô chọn, cô cực kỳ thích phong cách, thích mới có thể đeo. Tuy nhiên, Diệp Chức Nhân lựa chọn rất có mục tiêu, nhưng cũng rất khó tuyển chọn phù hợp với điều kiện của cô. Giống như ông trời cố ý phụ lòng cô, cái cô thích thì phân lượng hơi nhỏ. Còn chưa được sao? Bùi Tạp Tư đã đi đến, nhìn quầy bày đầy vòng cổ. Nhiều như vậy còn không có cái em thích sao? Cũng không phải. Diệp Chức Nhân cau mày, ánh mắt không nhìn ra anh ta, nhìn chằm chằm vào quầy. Thực là phiền, hình như là hoa mắt rồi. Nhanh lên, thực sự không chọn được liền chọn một cái quý nhất,
Kỳ thật tâm tư cô là cái gì anh ta còn không hiểu sao? Từ mười mấy tuổi khi đó đã bắt đầu, tâm tư của con gái anh ta rõ trở bàn tay. Em nhìn lại, anh vội đi sao? Nắm bắt thời gian, Bùi Tập Tư chưa nói anh không vội, nhưng cũng không ngăn cản cô tiếp tục lựa chọn. Tầm mắt của Bùi Tập Tư vô ý nhìn thấy kiểu dáng một sợi dây chuyền, phong cách đơn giản không thể nào đơn giản hơn nữa. Anh kìm lòng không động hướng về phía trước hai bước, sau đó nhìn nó chằm chằm. Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện hình dáng Tư Vũ, điềm tĩnh, thuần túy mỉm cười. Không sai, kiểu dáng này rất giống cô chính là đơn giản như vậy. Tất cả hỉ nộ, ái ồ đều đã viết trên mặt, một điểm đều không có che giấu. Đột nhiên anh phát hiện, anh chưa cho mua một vạn trang sức nào cho Tư Vũ. Trong lòng tự nhiên nảy sinh một chút áy náy, anh ta duỗi thẳng tay, chỉ vòng cổ ở một góc. Cô, phiền giúp tôi gói lại vòng cổ này. Tiên sinh, ông nói cái này sao? Cô bán hàng cúi thân thể xuống, cánh tay với vào trong quầy, chỉ vào màn đêm ngôi sao hỏi. Bùi Tạp Tư gật đầu. Đúng, chính là cái này. Cô bán hàng cúi đầu nói. Thực sự xin lỗi, cái này có một cô gái đã thanh toán tiền đặt cọc rồi, ông có thể xem cái khác không? Bị người khác đặt rồi sao? Bùi Tạp Tư nhăn lên. Tiểu thư, cái này bán bao nhiêu tiền? Tôi có thể tăng thêm 10% để mua nó. Không biết vì sao anh rất muốn mua được nó, đưa cho Tư Vũ giống như là vốn là của Tư Vũ nên thuộc về cô. Tiên sinh, thật sự xin lỗi, sợi dây chuyền này thực sự đã bán. Quản lý nghe tiếng đi tới, liên tục khách khí giải thích. Trước mặt phục vụ thật tốt, về sau cửa hàng của họ lại là bạn của khách hàng, cho nên nhất định phải phục vụ cẩn thận. Bao nhiêu tiền? Bùi Tập Tư giống như không nghe thấy quản lý nói, hỏi lại một câu. 52 vạn. Quản lý nói mọt cái giá, Bùi Tập Tư tỉnh lược hỏi. Đối phương chỉ đưa tiền cọc, cũng không có giao phó mọi chuyện. Nói cách khác, cô ta còn chưa mua, đúng không? Quản lý cực kỳ khó xử, nhưng cũng không thể gật đầu. Đúng. Bùi Tập Tư cười rộ lên, sau đó trong bóp lấy ra một thẻ tín dụng. Tôi trả 60 vạn, mua được nó, hiện tại trả tiền. Ánh mắt quản lý chút xíu nữa rót xuống, chuyện này là xuất hiện thêm 10%, cơ hồ là có thêm 8 vạn, muốn nhận hay không? Nếu bán cho vị tiên sinh này, giống như vi phạm nguyên tắc, nhưng dù sao cũng là 8 vạn. Nội tâm quản lý không ngừng vùng vẫy, sau đó cân nhắc lợi hại. Bùi Tạp Tư tuyệt đối là một người rất có tiền. Nhìn đến người kia sao? Nhìn qua cũng là có tiền bạc, nhưng cô không giàu bằng Bùi Tạp Tư. Người kia bất quá cũng chỉ là bạn của bà Lạc, bà Lạc cũng sẽ không tức giận chứ. Chương 384, tình thế bắt buộc. Nếu cô đem sợi dây chuyền này bán cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ thường xuyên ghé cửa hàng, quản lý. Cô nên cân nhắc kỹ càng đi. Bùi Tập Tư đúng lúc tung một cái mồi nhử, trong lòng anh soạn sẵn, người quản lý này nhất định sẽ đem dây chuyền bán cho anh. Quản lý vừa nghe đến lời hứa hẹn của người khách hàng lớn này, rốt cục quấn quýt hạ quyết định. Tiên sinh, nếu ngài vừa ý kiểu dây chuyền màn đêm ngôi sao này như vậy, tôi đây liền làm trái hạ nguyên tắc, đem kiểu bán cho ngài. Nhưng nơi này chúng tôi có quy định, nếu làm trái với địa ước phải đền 30% tiền đặt cọc, mà phu nhân đặt mua đã thanh toán tiền đặt cọc là 50 vạn, chúng tôi phải trả vị phu nhân này là 15 vạn. Ngài xem... 15 vạn này tôi trả. Anh không quan tâm đến tiền, anh nhất định phải có được sợi dây chuyền màn đêm ngôi sao này. Rất nhanh, Bùi Tập Tư thanh toán xong và trở thành chủ nhân của sợi dây chuyền. Bùi Tập Tư nhịn không được tưởng tượng, tối hôm nay Tư Vũ nhìn thấy kiểu dáng này sẽ biểu cảm ra sao. Cô nhất định sẽ rất cao hứng, mà cô hẳn sẽ không che giấu được cảm xúc của bản thân, cao hứng mà nói, rồi nhất định nhào vào trong lòng anh, cho anh một nụ hôn thật to. Nghĩ đến buổi tối hôm ấy, anh đùa giỡn cô, bộ dáng chân thực đáng yêu của cô, anh liền nhịn không được, cười rộ lên. Mà Bùi Tạc Tư đem quá nhiều tinh lực đầu đặt vào chuyện ảo tưởng khi tặng dây chuyền cho Tư Vũ sẽ cao hứng ra sao, căn bản không có nhìn đến Diệp Chức Nhân. Đối với kiểu dáng này cũng vô cùng hứng thú. Thì ra ánh mắt anh tốt như vậy, cảm ơn anh chọn quà cho em. Cô ta hướng anh nói, trước một bước đoạt lấy cái hộp cô bán hàng đưa qua. Bùi Tạc Tư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bộ dạng từ trên trời giáng xuống nói. Chức Nhân, thật xin lỗi, kiểu này không phải tặng cho em. Không phải chứ, anh sẽ không xấu như vậy đúng không?
Vẻ mặt Diệp chức nhân không thể chấp nhận, vừa ngạc nhiên vừa mang theo vài phần xem thường. Anh theo giúp em tới đây mua dây chuyền, nhưng hiện tại anh mua một kiểu, vậy mà nói không phải mua cho em sao? Ở nơi công cộng, Bùi Tạp Tư không có thói quen nổi giận, anh vẫn duy trì lễ phép cơ bản, lại nói một lần. Em có thể tự mình chọn một kiểu, sau đó anh tới trả tiền. Coi anh để ý kiểu màn đêm ngôi sao này như vậy, Diệp chức nhân cũng đoán được anh nhất định là muốn mua tặng cho vợ anh. Là người phụ nữ luôn có lòng ghen tị, càng không chiếm được, càng nghĩ có được. Diệp chức nhân cố ý giả ngây giả dại, làm nũng nói. Nhưng người ta cũng thích kiểu này thôi, em cũng muốn mà. Bùi Tạp Tư thở dài một hơi, xoay người hỏi quản lý. Còn có thể đặt thêm kiểu này không? Nếu như có thể, tôi hiện tại trả tiền đặt cọc trước. Quản lý hơn 30 tuổi, cười lắc đầu. Trong cửa hàng chúng tôi, các sản phẩm đều chỉ có một món, mà viên màn đêm ngôi sao này là do chính tay nữ nhà thiết kế Thang Hàm Lôi. Đây là tác phẩm duy nhất của năm nay. Duy nhất? Một năm mà chỉ thiết kế một kiểu như vậy sao? Diệp chức nhân cảm giác rất kỳ quái hỏi. Cô ta nghe nói qua tên nhà thiết kế này rồi, là người Canada Hoa Kiều, người ở Đài Loan, cũng là em gái tổng giám đốc Thang Duy Thạc của tập đoàn Thang Thị ở Đài Loan, mà chồng của cô còn là đại phú hào nổi tiếng ở Bắc Mỹ, Lâm Chiết Hàn. Quản lý trả lời ngay tức khắc vấn đề nữ khách hàng đưa ra. Bởi vì chồng của tiểu thư Thang Hàm Lôi hy vọng cô ấy có thể ở nhà giúp chồng dạy con nhiều hơn, mà phu nhân Thang Hàm Lôi cũng muốn đem càng nhiều thời gian dành cho chồng, cho nên cô ấy hiện tại mỗi năm chỉ tự thiết kế một kiểu bán ra ngoài, những kiểu khác đều được các nhân viên của cô ấy phụ trách. Lông mày Bùi Tạp Tư nhíu lại, anh hiện tại thực sự muốn thu hồi lời nói vừa rồi, thật muốn đánh mình hai cái tát. Chức nhân, em xem như vậy có thể không? Em có thể ở chỗ này tùy tiện chọn ba lễ vật, bao nhiêu tiền anh đều không để ý, có thể không? Diệp chức nhân nhìn Bùi Tạp Tư một hồi lâu, sau đó cũng cực kỳ xấu hổ nói. Anh yêu, nếu em không thích sợi màn đêm ngôi sao này, em nhất định sẽ nhường cho anh, nhưng là thật sự rất không khéo. Em cực kỳ thích. Nhìn bộ dạng hai tay cầm chắc sợi dây chuyền, Bùi Tạp Tư cảm giác giống như một vật quý báu gì đó của mình bị người khác đoạt mất, trong lòng trừ bỏ, không thoải mái, còn có phần thương tâm cùng đau lòng. Nhìn biểu tình rối rắm của anh, Diệp chức nhân cố ý hỏi. Tạp Tư, em chỉ biết anh nhất định nói lời giữ lời, đúng không? Nam tử Hán đại trượng phu, chính mình tự nói ra đương nhiên phải thực hiện. Bùi Tạp Tư âm thầm thở dài một hơi, xoay người hướng tới cửa chính của cửa hàng đi ra. Thôi, em đã thích liền cho em đi. Chính là kiểu dây chuyền này đeo trên cổ cô ta, cực kỳ đáng tiếc, khí chất của cô ta căn bản không xứng. Sợi dây chuyền này mang vẻ đẹp ngọt ngào, không tranh sự đời. Thôi thôi, dù sao Tư Vũ cũng không có thấy qua sợi màn đêm ngôi sao này. Về sau anh có thể đi đến nhiều cửa hàng kiếm cho cô, hoặc là ra cửa hàng có tiếng ở nước ngoài đặt hàng. Nhất định sẽ đưa cho Tư Vũ kiểu thích hợp với cô nhất. Đạt được chiến lợi phẩm, Diệp chức nhân cao hứng, cước bộ khẩn trương đuổi theo Bùi Tạp Tư. Ra khỏi cửa hàng, cô ta nịnh nọt ôm lấy Bùi Tạp Tư, dùng hết tất cả vốn liếng an ủi Bùi Tạp Tư. Anh yêu, anh sẽ không giận em chứ? Sẽ không. Bùi Tạp Tư mở cửa xe, chuẩn bị lên xe. Anh không cần tức giận, em hiện tại sẽ bồi thường anh thật tốt. Cô ta cố ý dùng dáng người yêu mị của mình đi cọ sát anh. Ôn nhu như nước, người đàn ông bình thường đều không kháng cự được sự lẳng lơ này. Bùi Tạp Tư nhếch mỏng môi lên, dưới ánh đèn neon, hai má anh càng khẽ cao lên, rõ ràng là cực kỳ mất hứng. Diệp chức nhân vòng tay lên cổ, đẩy anh vào trong xe, sau đó nhiệt tình hôn môi rồi mở miệng nói một tiếng thực xin lỗi. Quả thật Bùi Tạp Tư bị người phụ nữ này làm cho cực kỳ khó chịu, thật muốn trừng phạt cô ta một phen. Sau đó anh đạp xuống chân ga, hướng về một nơi vắng vẻ. Tiếng thở dốc nóng bỏng, tiếng rên rỉ còn có tiếng quần áo cọ sát tràn ngập trong chiếc xe xa hoa. Dáng người phụ nữ đầy đặn, quần áo tụt xuống một nửa, lộ ra đường viền hoa của nội y đang gắt bao bọc da thịt cô ta. Chiếc váy ngắn bị kéo về phía trước, hoàn toàn lộ ra đôi chân dài trắng như tuyết. Bàn tay to của người đàn ông cũng dọc theo lưng mềm mại, một đường hướng tới cái mông, một bàn tay to khác chuẩn bị cởi bỏ. Màn biểu diễn sắc tình ngày càng trở nên quá giới hạn, không khí cũng càng ngày càng trở nên cực nóng, dầm loạn không chịu nổi.
Loại quan hệ tình dục này hoàn toàn không hề có tình yêu, chỉ đơn thuần là sự hấp dẫn bởi xác thịt giữa đàn ông và đàn bà theo lối nguyên thủy nhất. Ngay thời điểm yêu đương vụng trộm được cho là kịch liệt nhất, một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Bọn họ, hai người tiếp tục vặn vẹo cơ thể, nghĩ muốn phát tiết cho xong, nhưng âm thanh điện thoại quả thật phá đi tất cả tiết tấu. Càng ngày càng tẻ nhạt, vô vị. Bùi Tạp Tư đẩy thân người ra, sau đó cầm lấy điện thoại. Chuyện gì? Bởi vì cảm xúc dâng cao lại không có chỗ phát tiết cho nên anh tức giận. Xin lỗi, em có phải quấy rầy anh làm việc không? Âm thanh Tư Vũ ai nấy, tiếp theo lại nói. Thực xin lỗi, em chính là muốn hỏi một chút, chừng nào thì anh về nhà? Tiếng nói mềm nhẹ nhất thời khiến Bùi Tạp Tư ai nấy vô cùng, chột dạ không thôi. Bùi Tạp Tư hướng người phụ nữ còn cưỡi ở trên người mình là một ánh mắt, đừng lên tiếng. Thì ra là em, trước khi nghe điện thoại, anh không có để ý xem ai gọi tới. Thật xin lỗi, vừa rồi giọng điệu hơi lớn một chút. Tâm Tư Vũ cuối cùng buông xuống chuyển tới cổ họng, cô còn tưởng đã chọc anh tức. Vậy chừng nào thì anh có thể về nhà? Cũng sắp rồi. Em nghĩ muốn chờ anh, em cảm giác chúng ta đã rất lâu chưa gặp mặt nhau rồi. Bùi Tạp Tư cười nhẹ, đối với phụ nữ sủng địch ôn nhu cười. Làm sao có thể chứ, khi trời tối, anh không có ôm em cùng bảo bảo ngủ sao? Tư Vũ tâm tư đơn thuần liền nghĩ, muốn nói cái gì liền ra cái đó. Đó là khác nhau. Anh mỗi đêm rất khuya mới trở về nhà, trở về thì em cũng buồn ngủ rồi, căn bản không kịp trò chuyện với nhau. Sau đó buổi sáng anh lại đi làm rất sớm, giữa vợ chồng đều không có thời gian dành cho nhau. Cô không nặng, không nhẹ, không làm nũng cũng không nén giận mà nói, nhưng những câu này lại đánh vào tâm của Bùi Tạp Tư. Thực xin lỗi, gần đây anh quả thật bận quá. Anh hiện tại sẽ trở về nhà, em chờ anh nhé. Được, vậy khi anh lái xe cẩn thận chút nhé, em chờ anh phải nhanh lên. Nói xong, Tư Vũ rất sợ chậm trễ thời gian của anh, khẩn trương cúp điện thoại. Nhìn anh kết thúc cuộc gọi nói chuyện, Diệp Chức Nhân cố ý khiêu khích nói. Hiện tại cảm thấy có lỗi với vợ anh rồi à? Đàn ông các anh, chuyện lừa gạt phụ nữ, đem phụ nữ xoay vòng vòng đùa giỡn. Bùi Tạp Tư không có đáp lại, anh thừa nhận anh lừa Tư Vũ, nhưng bị cô ta kích động như vậy, sĩ diện của anh có chút không ném được giận. Sao có thể như thế chứ? Ha, chẳng sao cả, em chính là biết hiện tại anh không dám đụng vào em, chuẩn bị đem em ném ra giữa đường, căn bản không để ý đến cảm giác của em, tàn nhẫn ném em đi. Diệp Chức Nhân điên loạn hét lên, cô ta bị cảm xúc bức điên rồi. Anh là đang khi dễ em, không có suy nghĩ, đổ vô lại. Ai nói, anh có cái gì không dám đụng vào của em? Nói xong như là chứng minh lời nói của anh là đúng, Bùi Tạp Tư điên cuồng va chạm vào người cô ta. Quả nhiên như lời anh nói, rất nhanh, Bùi Tạp Tư trở về nhà. Tư Vũ khổ sở chờ đợi anh vài ngày, rốt cục gặp được chồng chính mình. Cô mang cái bụng lớn, khẩn trương, tiến lên tiếp nhận chồng. Anh có mệt không? Người đàn ông đem áo khoác tay trang đưa cho Tư Vũ, hai tay Tư Vũ đặt lên lồng ngực của anh, ngưỡng theo mặt, theo dõi khuôn mặt anh tuấn của anh có chút mỏi mệt. Chương 385. Ban đêm bên giường. Nhìn bộ dạng của anh thật là mệt mỏi. Tư Vũ đau lòng nhìn anh ta, bàn tay trắng như tuyết, trắng vuốt ve đôi gò má gầy yếu của anh. Mới có 2 ngày, cảm giác anh đã gầy rồi. Đâu có. Bùi Tạp Tư bắt lấy tay của cô để lên trên miệng, bắt đầu gặm nhấm. Mãi cho đến khi mỗi đầu ngón tay của hai bàn tay đều đã cắn xong, mới kết thúc ngược đãi mấy món tay của cô. Một bàn tay to để ở sau lưng, một bàn tay khác vuốt ve cái bụng tròn trịa. Hôm nay con anh có ngoan không? Có làm em mệt hay không? Nhắc từ đứa bé trong bụng, trên mặt Tư Vũ chứa đầy vẻ người mẹ sáng lạ, lại vui sướng khi thai nghén đứa bé. Nó nha, thật bướng bỉnh, vẫn động. Vừa rồi em khó khăn lắm mới ngủ được một chút, kết quả nó liền động mấy cái không yên, cường bạo không cho em ngủ. Nghịch ngợm như vậy. Bùi Tạp Tư đỗ cô lên giường, nhưng mình lại quỳ dưới sàn nhà, đưa lỗ tai lắng nghe động tĩnh của con. Quả nhiên nghe được âm thanh thình thịch. Cảm giác kỳ diệu làm cho Bùi Tạp Tư cảm thấy trong lòng cao hứng, cũng cảm giác sâu sắc đến sinh mệnh kỳ diệu. Loại cảm giác này làm cho anh ta cực kỳ thích thú, mặc kệ bên ngoài như thế nào, trở về nhà có một người vợ ôn nhu chờ anh ta, mà anh ta còn sắp lên chức ba, trong nhà lại thêm có một đứa trẻ sinh mệnh nhỏ,
Đương nhiên, anh cũng coi Hoan Hoan là con gái của mình. Chỉ là con gái dù sao cũng lớn, mà còn không phải là con chính mình sinh ra. Anh ta là cha dượng, hiện tại có rất nhiều chỗ cùng Hoan Hoan gần gũi. Nghe Bùi Tạp Tư bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười. Hiện tại mở miệng là thằng nhóc, nhưng mà bên trong cuối cùng lại là con trai hay là con gái đây? Em cũng không rõ lắm. Từ Vũ ôn nhu vuốt mấy sợi tóc đen của anh ta. Tóc của anh ta cực kỳ mềm, so với của cô gái còn mềm hơn. Rất không công bằng, trước cô không có mang thai, vài ngày là muốn đi đến bảo dưỡng tóc mới có thể có một đầu tóc khỏe mạnh. Người đàn ông này chỉ tùy tiện dùng dầu gội đầu, vậy mà còn có những sợi tóc khỏe mạnh như vậy. Cô rất thích cảm giác hiện tại này, buổi tối có thể cùng chồng nói chuyện phiếm, hoặc là thân mật ở cùng một chỗ. Thường đơn giản nhất mới đúng là hạnh phúc, mà cô theo đuổi chính là phần đơn giản này. Tuy nhiên, cô hiện tại quả thật không có cảm giác được sự quan tâm của anh ta. Không phải loại quan tâm thể hiện cực kỳ rõ ràng, oanh liệt. Sự quan tâm của anh ta cần cô từ từ nhận ra sao? Cô có phải hay không nên cho anh ta nhiều thời gian, cũng là cho chính mình thêm nhiều cơ hội. Anh thích con trai hay là con gái? Vài giây sau, cô hỏi anh ta. Con trai đi. Bùi Tạp Tư đều không suy nghĩ, liền trả lời ngay lập tức. Tư Vũ nhăn nhăn cái mũi, cực kỳ không thích anh ta như vậy. Anh sẽ không trọng nam khinh nữ chứ? Đừng nói với em, anh có cái tư tưởng lỗi thời này. Anh xem anh của em, cả ngày đều nói tới con gái, hy vọng có một cục cưng là con gái để sủng ái. Như thế nào, em cho rằng anh không có tốt như anh của em sao? Bùi Tạp Tư không phục ngẩng đầu chất vấn cô. Đáng chết, mặc kệ vì sao, anh chỉ hy vọng trong lòng cô, anh ta là tốt nhất so với bất cứ người đàn ông nào. Nhìn bộ dạng anh ta tức giận, Tư Vũ bỗng như rất muốn cười. Nhưng mà nghe giọng điệu anh nói chuyện, dường như là cả việc như vậy. Em ghét nhất chính là trọng nam khinh nữ. Vì sao lại cho rằng con trai tốt, con gái không tốt? Anh còn không nhìn thấy đứa bé lớn lên, sau này con trai nếu không học vấn, không nghề nghiệp, đó chính là tốt sao? Con gái chẳng lẽ không tiện sao? Lúc nói chuyện, cảm xúc Tư Vũ trở nên kích động, ánh mắt trong suốt có chút khổ sở. Bùi Tạp Tư vội vàng cho thấy thái độ của mình ngẩng đầu, giữ chặt tay Tư Vũ nói. Tin tưởng anh không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Ý nghĩ của anh là chúng ta đã có con gái, Hoan Hoan thật đáng yêu. Anh cũng hy vọng mình chỉ có một đứa con gái để sủng ái. Cho nên, hiện tại đứa bé này tốt nhất là con trai, để cho nó lớn lên có thể bảo vệ chị gái. Những lời này đặc biệt làm cho Tư Vũ cảm động. Hóa ra anh nghĩ như vậy. Anh dọa mất em rồi. Tư Vũ mừng mà khóc. Anh sẽ không biết, em đã từng bị ba em xem thường. Ba thường xuyên nhìn chằm chằm vào em mà nói, nếu em là một đứa con trai thì tốt rồi. Năm đó, Trung Quốc vừa mới thực hành kế hoạch hóa gia đình. Rất nhiều gia đình không cam lòng chỉ có con gái. Điểm này anh có thể nghĩ tới. Đương nhiên, ba phải hưởng ứng lời kêu gọi. Căn bản ông ta không muốn có thai thứ hai, cho nên ông ta luôn nén giận với ta. Từ nhỏ em cũng buồn rầu với giới tính của bản thân mình. Nếu em là con trai thì tốt rồi. Thấy cô khóc, tâm trạng của anh giống như vỡ vụn. Tưởng tượng ra bộ dạng khóc của cô trước đây, anh nhịn không được đau lòng. Được khóc, em yên tâm. Nếu là con cưng của chúng ta là con gái, anh đây cũng sẽ yêu thương nó. Chỉ là chúng ta muốn yêu thương Hoan Hoan nhiều hơn. Ừ. Từ Vũ liên tục gật đầu. Cô đích thực để cho Hoan Hoan thua thiệt nhiều lắm. Nhiều lắm. Anh là một người thích việc vui. Đối mặt với tình cảnh quấn quýt này, anh nghĩ nhanh đem nó phá đi. Đến đây, nói anh nghe, hôm nay đã làm cái gì? Nước mắt trên mặt Tư Vũ biến mất, sau đó thần bí chạy đến bàn trang điểm. Nhìn xem, em mua cho cuộc cưng cái vòng tay và vòng chân, xem đẹp không? Đồng thời, Tư Vũ xoay người, đem ra một cái hộp nhung mở ra. Nhìn đồ trang sức xinh xắn đáng yêu, mắt Bùi Tạp Tư sáng lên, nhưng đồng thời trong lòng cũng tự trách. Chết tiệt, anh sao lại không nhớ mua quà cho hai đứa con chứ? Anh đứng dậy đi đến cô, cầm lấy cái hộp được gói xinh đẹp. Thật là đẹp. Nói xong, anh nhìn lại phía cô. Em đi mua đồ trang sức sao không gọi anh? Chúng ta cùng qua chọn cho cục cưng. Hôm nay là chị dâu cùng em đi dạo phố, sau đó đi bộ đến nơi đó liền nhìn thấy, nên mua. Tư Vũ lấy hộp lại, đóng lại cẩn thận, sau đó cất vào ngăn tủ. Cô không nói ra bản thân mình cũng dùng mua một khoản tiền lớn là một việc. Nhớ lại ngày mai cho anh ta một bất ngờ. Đúng rồi, hiện tại em đi chuẩn bị nước nóng cho anh. Xem cô có bao nhiêu không hợp là bà xã, vậy mà không biết chuẩn bị nước tắm trước cho chồng tắm rửa. Nhìn cô bận bịu cằn nhằn,
bộ dạng có chút vụng về. Bùi Tạp Tư nhìn không nở được nụ cười, xoay người nhìn mình qua gương. Cô nói anh rất mệt mỏi, phải không? Anh ta nhìn chằm chằm vào mình trong gương, quan sát, mình đâu có dấu hiệu mệt mỏi nào. Chương 386. Vết hôn khiêu khích. Sau khi Bùi Tạp Tư đi vào phòng tắm, Tư Vũ cũng giống như đại đa số các bà vợ, đi theo đuôi, chồng giật quần áo bị ném đẩy dưới đất. Bụng của cô bây giờ đã rất to, chỉ một động tác đơn giản là khom lưng cũng thật sự rất khó khăn. Sáng ngọc đẹp đẽ ngày nào giờ đây nhìn thật là nặng nề, chậm chạp, lắc lư giống như một con gấu lớn ở rạp xiếc. Con gấu lớn nhặt lên vật cuối cùng của bộ quần áo vứt ngổn ngang trên đất, cái áo sơ mi. Tư Vũ bật cười thành tiếng. Cô đứng thẳng lưng rồi bắt đầu vuốt ve, nực yêu bảo bảo. Cục cưng, con ở trong bụng mẹ nhất định phải phát triển khỏe mạnh nghe không? Phải là cục cưng đáng yêu nhất, thông minh và khỏe mạnh nhất trên thế giới biết không? Con xem, mẹ vì con bây giờ cũng biến thành con gấu to rồi đấy. Nếu như con dám lười biếng không chịu lớn nhanh và khỏe mạnh và có lỗi với mẹ rất nhiều đấy, con biết chưa? Bảo bảo trong bụng không biết là trùng hợp hay là thật sự nghe hiểu lời mẹ nói lại hành động như hỗ trợ. Con quả nhiên vẫn chưa hề ngủ, tinh lực của con cũng quá dư thừa nhỉ. Mẹ ngủ con cũng không có ngủ, mẹ thức con cũng vẫn không chịu ngủ. Rốt cuộc con muốn thế nào đây? Khi Tư Vũ đang trách móc con, lại chuyển tới hai lần mái thai, giống như muốn đáp lại lời mẹ nói. Đúng vậy, con chính là một đứa bé con dư thừa, tinh lực đấy mẹ ơi. Cầm chiếc áo sơ mi của Bùi Tạp Tư, Tư Vũ bước đi thong thả trở về giường lớn, cúi đầu nhìn cái bụng bầu. Chẳng lẽ sau này con cũng làm việc đến phát cuồng sao? Giống như kiểu ba của con, suốt ngày bận rộn, bận rộn. Vừa nói chuyện với con, cô đồng thời xốc áo sơ mi lên, muốn lục lọi trong túi áo sơ mi của anh còn món đồ gì không. Khi xốc hết ra, ánh mắt Tư Vũ bị một sợi tóc xoăn màu vàng thu hút. Hô hấp dường như dừng lại, lòng cô chợt lạnh đi. Đây không phải là tóc của cô. Tóc của cô có màu đen tự nhiên, hơn nữa rất suôn thẳng. Việc này đã rất rõ ràng, anh và một phụ nữ khác từng có tiếp xúc, hơn nữa lại còn tiếp xúc rất thân mật. Bởi vì sợi tóc này dính vào bên trong áo sơ mi, sát với làn da của anh. Cô đem áo sơ mi đến gần sát nơi mũi để kiểm chứng. Lần này không có mùi nước hoa, nhưng mà cô vẫn ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của mỹ phẩm, là Dior. Tay chân Tư Vũ lập tức luống cuống, thân thể run rẩy không ngừng. Anh đã vượt giới hạn, anh không còn thích cô nữa, anh có phụ nữ khác. Không, không phải như vậy, mới vừa rồi anh còn đối tốt với cô cơ mà. Không hề có một chút dấu vết chán ghét nào, nhưng mà tại sao sợi tóc của phụ nữ lại vô duyên vô cớ chui vào bên trong quần áo của anh? Hơn nữa trên người của anh còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Cô muốn hỏi anh một chút, có lẽ sự việc căn bản cũng không giống như những suy nghĩ có vẻ lung tung của cô chăng? Từ trong phòng tắm đi ra, Bùi Tạp Tư lập tức nhìn thấy Tư Vũ. Giơ áo sơ mi lên, rất nghiêm túc. Nghiêm túc đứng ở trước mặt của anh, động tác lau tóc ngừng lại. Sau đó anh nhíu chặt lông mày, lại tiếp tục lau tóc. Sao vậy, Tư Vũ? Tư Vũ một tay cầm áo sơ mi, một tay cầm một sợi tóc đem đưa đến trước mặt của anh. Có thể giải thích cho em một chút không? Bùi Tạp Tư nhìn thấy được tóc, lập tức nhận ra là của Diệp Chức Nhân. Nhưng anh phản ứng rất bén nhạy, một chút sơ hở cũng không có. Anh cầm lấy sợi tóc, liếc mắt nhìn. Là một sợi tóc của phụ nữ, xoăn, màu vàng, không phải của em. Thế nào, từ đâu ra vậy? Anh có thể bình tĩnh, nhưng mà cô lại không hề bình tĩnh. Hai hàng nước mắt giống như chuỗi ngọc trân châu bị đứt, cuồn cuộn chảy ra, nhanh chóng lăn xuống. Là nhặt được từ áo của anh, mà còn là ở bên trong áo sơ mi. Em muốn nghe giải thích. Tại sao lại có tóc của phụ nữ ở bên trong áo của anh? Anh đừng nghĩ sẽ gạt em. Em không phải người ngu. Em có thể phân biệt ra lời nói thật của anh hay là thật hay là giả. Sau khi hỏi xong, Tư Vũ dùng sức mím chặt khóe miệng, đề phòng mình khóc thành tiếng. Nhưng ánh mắt lại ra sức theo dõi, quan sát mỗi một biến đổi của nét mặt anh. Trong lòng cô cực kỳ hoảng sợ. Cô không biết anh nói anh thích phụ nữ khác. Liệu rằng cô có thể chịu đựng được hay không? Cô có thể chấp nhận anh không thích mình, không thương mình, nhưng là lại không có cách nào chấp nhận anh vượt qua giới hạn. Trong lòng của anh có hình bóng người phụ nữ khác. Bùi Tạp Tư không hề tránh né, nhìn thật sâu vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Tư Vũ càng thêm ủy khuất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng em đã định tội cho anh,
có đúng không? Bùi Tập Tư không trả lời mà đi hỏi ngược lại cô. Trong lòng em đã nghĩ rằng anh cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, có đúng hay không? Em cũng không muốn định tội anh, mặc dù sợi tóc thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng nó lại ở vị trí rất nhạy cảm như vậy, ở bên trong áo của anh. Từ Vũ đau lòng nức nở nói. Đúng vậy, vị trí rất nhạy cảm. Bùi Tập Tư gật đầu một cái, sau đó anh quay tròn chiếc khăn lông màu trắng ngang xung quanh hang hông mình. Quả thật anh cũng không rõ lắm, loại vật này làm sao lại chui vào bên trong quần áo của anh. Bất quá, anh có cảm giác đây là tóc của thư ký Diệp. Có lẽ là trong lúc làm việc, tóc của cô ấy rơi trên người của anh không để ý, nên mới vừa rồi, lúc cởi quần áo không chú ý mới dính vào đó. Chuyện thật đúng thế, phải không? Cô theo dõi anh, nhưng mà anh trước sau đều giữ cho mình một bộ mặt nghiêm chỉnh, nhưng chính điều này lại khiến cho Tư Vũ có sự nghi ngờ trong lòng. Có đúng hay không? Em hãy tự mình suy nghĩ. Bùi Tập Tư giống như kiểu bị oan uổng, gầm nhẹ oán trách. Trong lòng em đã có suy nghĩ về anh đen tối như thế, cho dù anh có nói gì, em cũng sẽ không hề tin tưởng. Mà em đã không tin tưởng, thì anh cần gì phải hỏi nữa? Em không nghĩ như thế, là em muốn nghe anh giải thích. Anh chỉ trích. Tư Vũ không chấp nhận liền kháng nghị. Anh gấp đến độ nước mắt chảy càng nhiều. Em muốn nghe anh nói, chỉ cần anh giải thích rõ, em sẽ tha thứ cho anh. Đúng vậy, chỉ cần anh có thể giải thích rõ, chỉ cần anh không cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, cô sẽ liền tin tưởng anh. Cô nguyện ý tin tưởng. Bùi Tạt Tư tiến lên đưa tay ôm lấy cô. Anh ngồi ở trên giường để cho cô ngồi ở trên đùi của mình. Anh lau nước mắt trên khuôn mặt, thái độ không vui lắm. Em suy nghĩ một chút, nếu như anh thật sự không thương em, không thích em, ngay từ đầu anh lựa chọn ly hôn sẽ tốt hơn. Em rộng lượng như vậy, tiền của anh em cũng không muốn. Điều này đối với một người đàn ông có ý muốn thay lòng đổi dạ thật là một cơ hội thật tốt, anh nói đúng không? Từ Vũ trầm mặc, từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Thật lâu sau, cô mới nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn gương mặt khiến phụ nữ phát cuồng lẫn mê muội của anh. Tạp Tư, em vẫn nhắc lại câu nói kia. Nếu như anh không thương em, cảm thấy đối với em thật chán ghét. Nhất định anh phải nói cho em biết, em sẽ để tự do cho anh. Anh ngàn vạn lần đừng làm tổn hại đến cuộc hôn nhân của chúng ta, làm tổn thương đến tình yêu của chúng ta. Quả thật, ánh mắt và lời cảnh cáo của cô khiến cho Tạp Tư mới vụng trộm trở về, cảm thấy sợ hãi. Anh chỉ có thể dùng nổi giận để che giấu sợ hãi và chột dạ của mình. Em thật đáng đánh đòn, em muốn anh phải nói như thế nào thì mới chịu tin tưởng đây. Anh là chồng của em, vậy mà em luôn nói muốn buông tay. Chẳng lẽ anh lại không dám đánh giá để cho em yêu sao? Em giữ lấy sao? Em chưa hề nghĩ vậy. Dĩ nhiên là em quan tâm tới anh. Nếu như em không sợ thương anh, em sẽ không gả cho anh. Sợ anh tức giận, cô vội vàng tỏ rõ thái độ của mình. Bùi Tạt Tư đem cô ôm sát lại, cầm ở trên đầu vai của cô, ở bên tai của cô ra lệnh. Nếu như em thật sự thích anh, thật sự quan tâm đến anh, thật sự yêu anh, xin em hãy nhốt anh lại, hãy ngang ngược mà chiếm giữ, bá đạo mà đoạt lấy, hãy đối xử với anh như người bị bệnh cuồng loạn. Có như vậy mới có cảm giác được là em quan tâm tới anh. Bọn họ ở cái tư thế này vừa vặn để Tư Vũ nhìn thấy được tai của anh. Một dấu vết đỏ ửng, chân trụi, không một chút che giấu đập thẳng vào mắt Tư Vũ. Tư Vũ có cảm giác như sét đánh ngang tai, trong đầu trở nên trống rỗng. Tư tưởng mới vừa an ổn lại bắt đầu nổi sóng, trái tim yếu đuối của cô chợt nổi lên trận sóng dữ dội. Dòng nước mắt vừa ngưng, lại một lần nữa chảy giàn giụa trên gương mặt đã trở nên trắng bệch của cô. Mặc dù cặp mắt cách hai tầng nước, nhưng dấu vết mập mờ màu đỏ kia vẫn rõ ràng, chói mắt như cũ, phảng phất như lời tuyên bố muốn thách thức và khiêu khích với cô. Không biết tại sao, vào thời khắc này, rõ ràng trong lòng cô rất hốt hoảng, nhưng đầu óc lại trở nên rất thanh tĩnh. Tỉnh táo khiến cho cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, nhất định anh không biết sau tai có một vết hôn lưu lại. Chắc chắn là người kia đang muốn tuyên chiến với cô đây. Cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, cố gắng duy trì bình tĩnh, mở miệng. Tạp Tư, từ hôm nay công việc của anh thật sự rất bận rộn sao? Từ hôm nay anh vừa mới đàm phán thành công hợp tác một hạng mục tổng cộng 60 triệu. Nếu không thì để hôm họp cổ đông giới thiệu người hợp tác. Nhân vật đó sẽ giới thiệu vợ của ông ta cho em biết. Có lẽ em và vợ ông ta có thể kết bạn với nhau được ấy. Anh không nói dối, đúng là bọn họ đã bàn chuyện làm ăn trước khi anh cùng Diệp chức nhân đi Châu Bảo Hành. Hóa ra bây giờ nói chuyện làm ăn cũng phải đến hộp đêm sao? Cũng phải gọi cả gái đến nữa sao?
cô cũng không biết mình tại sao lại có thể bật cười. Không có. Lần này sao anh lại ngoan thế nhỉ? Cô dùng tiếng cười che giấu sự run rẩy của mình. Anh ôm thân thể cô nghỉ ngơi. Bây giờ quả thật anh có chút mệt nhọc. Cũng không phải là lần nào bàn chuyện làm ăn cũng phải đến hộp đêm đâu. Thế tại sao lại có tóc của phụ nữ trên người anh? Cô từng bước một hỏi về vấn đề quan trọng. Đó là tóc của thư ký Diệp. Thư ký Diệp sao? Để cho người ta nghĩ ra vô số những liên tưởng. Là cô ta sao? Từ Vũ đào rót, nhăn cái mũi, nước mắt thành công chảy dọc theo mũi rơi xuống. Cô có nên vạch trần lời nói dối của anh không? Hay bây giờ trực tiếp đẩy anh ra, đánh cho anh một bạt tai, trực tiếp chất vấn anh rằng vết hôn bên tai là của ai chứ? Dấu hôn ấy đúng là của một đòn chí mạng. Có lẽ anh căn bản cũng không sao tìm được lý do nào khác, mà chỉ còn cách nói hết sự thật với cô mà thôi. Nhưng mà sao, đáp án ấy, thật sự cô có thể chịu đựng được không? Sau khi vạch trần sự thật, cô sẽ thật sự phải ly hôn sao? Cô thật sự muốn tách ra sao? Cô thật sự không muốn rời bỏ anh chút nào. Hiện tại anh vẫn còn có điều muốn giấu giếm. Phải chăng là anh vẫn còn thích mình, nên nhất định không chịu buông tay? Có nên vạch trần sự thật hay không? Nên vạch trần sự thật hay không đây? Trong lòng Tư Vũ nổi lên cuộc giằng co dữ dội. Lời dặn dò của mẹ lại chợt văng vẳng ở bên tai cô. Đây là cuộc hôn nhân lần thứ hai của con. Trong cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi sẽ phát sinh một vài vấn đề. Con hãy cố gắng bao dung một số chuyện. Không thể bao dung, cũng cần thử giải quyết cho thông. Nếu như quả thật không còn cách nào khác, đến bước cuối cùng mới phải ly hôn. Nhưng mà mẹ thật sự không muốn con lại ly hôn lần nữa. Mẹ hy vọng con sẽ sống hạnh phúc. Tư Vũ lúc này chợt nghĩ tới mẹ. Những năm qua, bởi vì cô mà mẹ đã già nua đi rất nhiều. Cô có thể lại để cho mẹ lo lắng một lần nữa sao? Kết thúc tập 33. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chuyện đang được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Mộc Lam rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn dành cho nhóm. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng nhấn like, subscribe, cũng như để theo dõi các tập tiếp theo nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!